Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, gió đông suy yếu nhưng vẫn còn hoạt động nhưng cầm chừng hơn so với ban đêm. Vì thế mà trong ngày mưa giảm, trời chuyển nắng nhưng gián đoạn. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương và Lạng Sơn, nhiệt độ từ 29 cho tới 30 độ. Sâu hơn trong đất liền là Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ và Thái Nguyên, nhiệt độ sẽ nhìn hơn từ 31 cho tới 32 độ. Đến chiều tối và đêm, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc dạnh áp thấp kết hợp với rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 tới 70 mm, có nơi trên 90 mm. Với miền Trung, lúc này có tới hai hình thái thời tiết gây mưa tác động ở phía Bắc là gió đông, còn phía Nam thì là dạnh áp thấp có trục từ 10 tới 13 độ vĩ Bắc. Tuy cùng là hình thái gây mưa nhưng mà thời gian mưa của cả hai hình thái này lại khác nhau. Khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế thì chịu tác động của gió đông ẩm, vì thế trong buổi sáng sẽ có mưa. Riêng ở ven biển của Thanh Hóa, Nghệ An có những nơi sẽ có mưa vừa mưa to. Trong khi đó các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận lại chịu tác động của rãnh áp thấp đi qua khu vực giữa Trung và Nam Trung Bộ. Vì thế ở đây cũng có mưa nhưng tập trung vào chiều và tối. Một số nơi sẽ có mưa vừa và mưa to có thể kèm theo dông mạnh nên người dân ở đây vẫn cần hết sức cảnh giác. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày ở Trung Bộ không cao, hầu hết đều dưới mức 33 độ. Chỉ có một vài điểm là có nhiệt độ cao hơn. Cảnh báo từ đêm mai đến ngày 9 tháng 9, mưa dông ở các tỉnh thuộc khu vực có khả năng gia tăng. Riêng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng mưa to, cục bộ có nơi có mưa rất to. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, vừa chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục từ 10 đến 13 độ vĩ Bắc lại chịu thêm ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Vì thế mà trong chiều và tối nay, trên cả hai khu vực sẽ có mưa dông ở nhiều nơi. Trong đó tại khu vực Tây Nguyên cũng như là miền Đông Nam Bộ sẽ có mưa vừa mưa to, nguy cơ xảy ra lốc sét và cả gió giật mạnh. Nhiệt độ ở Tây Nguyên trong chiều nay giảm nhẹ phổ biến từ 28 tới 31 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ là từ 31 tới 33 độ. Tiếp theo sẽ là tin cảnh báo bão sớm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hai vùng áp thấp trên khu vực vùng biển Philippines đều đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trong những ngày tới, cả hai áp thấp nhiệt đới này đều sẽ mạnh lên thành bão với tên quốc tế là Conson và Chanthu. Trong đó dự báo sẽ có một cơn bão đi vào biển đông của nước ta. Cụ thể là áp thấp nhiệt đới mang mã hiệu 18W nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão cấp 11 đến cấp 12 trước khi đổ bộ vào đất liền Philippines. Sau khi đổ bộ vào quốc gia này thì bão sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh như Quảng Ninh, Hà Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình vào ngày 12 và ngày 13 tháng 9 tới với cường độ khá mạnh. Trong khi đó thì cơn bão còn lại sẽ đi lên khu vực vùng biển Nhật Bản, Hàn Quốc và ít có khả năng ảnh hưởng tới nước ta. Diễn biến của hai cơn bão này sẽ còn rất phức tạp. Vì vậy ngay từ bây giờ, bà con, ngư dân cần hết sức chú ý, cập nhật thông tin hàng ngày về bão. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về hai cơn bão này trong các bản tin tiếp theo của kênh. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.